Quý vị và các bạn, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình với khán giả NTV. Chương trình hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn thông tin về chuẩn bị cho liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ 19, cuộc so tài của các tác phẩm xuất sắc trong năm của những người làm báo hình báo nói trong tỉnh. Trong chương trình còn có thông tin về giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ 2 năm 2014, một giải đấu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc hướng về học sinh nghèo miền núi trước thềm khai giảng năm học mới 2014-2015. Và tiếp nối với nhiều thông tin thú vị về chương trình mới sẽ lên sóng, quý vị và các bạn hãy đừng rời màn hình bởi phần cuối chương trình sẽ là thông tin chi tiết về các bộ phim hay của hai tuần cuối tháng 7 này. Liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ 19-2014 đã chính thức khởi động. Là hoạt động truyền thống hàng năm, liên hoan là dịp để những người làm phát thanh truyền hình học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nâng cao nghiệp vụ. Qua liên hoan, ban tổ chức sẽ lựa chọn tiếp tục đầu tư sản xuất một số tác phẩm tham gia giải báo chí Nghệ An, giải báo chí quốc gia, liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 34 năm 2014. Theo yêu cầu của ban tổ chức, các tác phẩm chương trình dự thi cần bám sát các chủ trương tuyên truyền, đưa đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, phản ánh sâu sắc và sinh động thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh. Các tác phẩm cần tập trung nêu gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, trong kêu gọi thu hút đầu tư, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, trong đấu tranh chống tham nhũng, chống tiêu cực và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Liên hoan cũng đặc biệt chú trọng chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm dự thi, liên hoan tiếp tục khuyến khích cách thể hiện sáng tạo, hấp dẫn những tác phẩm mang tính phát hiện nhân tố mới trong thực tế sinh động ở các địa phương trong tỉnh. Liên hoan sẽ là cơ hội tranh tài của các tác giả với 4 thể loại ở phát thanh bao gồm phỏng vấn, phóng sự, chương trình phát thanh tổng hợp, câu chuyện truyền thanh. Còn đối với truyền hình, sẽ có 6 thể loại gồm chương trình thiếu nhi, phim tài liệu, phóng sự, các chương trình chuyên đề, chương trình truyền hình tiếng dân tộc thiểu số, các chương trình ca múa nhạc. Liên hoan phát thanh truyền hình toàn tỉnh lần thứ 19 dự kiến sẽ được diễn ra từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 9 năm 2014, đúng vào dịp Đài phát thanh truyền hình Nghệ An kỷ niệm 58 năm ngày phát sóng phát thanh và 38 năm ngày phát sóng truyền hình. Và điều đặc biệt là liên hoan năm nay sẽ diễn ra tại huyện Diễn Châu. Sau thành công của giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ nhất năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Đài phát thanh Truyền hình Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn triển khai tổ chức giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An NTV lần thứ hai gắn với triển khai cuộc vận động Tiếp sức đến trường 2014. Giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An NTV lần thứ 2 năm 2014 là một trong những hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hoạt động này được thực hiện với mục đích mở rộng các hoạt động xã hội hóa giáo dục, giúp đỡ học sinh nghèo vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn vào dịp khai giảng năm học mới 2014-2015. Động viên thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu môn quần vợt ở mọi đối tượng, mọi lứa tuổi trong các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Nghệ An là địa phương có 10 trên 21 huyện miền núi với điều kiện kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc giảng dạy học tập của giáo viên học sinh. Thông qua giải quần vợt, Đài phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ phối hợp cùng các ngành đơn vị liên quan, vận động các tổ chức cá nhân doanh nghiệp, đóng góp ủng hộ trực tiếp trao quà cho các đối tượng học sinh nghèo vùng sâu biên giới, tổ chức các đoàn đi trao tặng quà cho học sinh trước hoặc đúng ngày khai giảng năm học mới. Đặc biệt từ nguồn kinh phí vận động, quyên góp sẽ tiến hành xây dựng một số nhà bán trú cho học sinh vùng sâu biên giới. Giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ hai này sẽ có thêm sự đồng hành và bảo trợ thông tin của Báo Công an Nghệ An, Lao động Nghệ An, các văn phòng thường trú Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Dân trí. Theo dự kiến, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 17 tháng 8.
Xin được nói thêm về những con số đầy ý nghĩa có được từ giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ nhất, đó là được khởi động trong thời gian chưa đầy một tháng, nhưng giải quần vợt Cúp Truyền hình Nghệ An lần thứ nhất đã thu hút sự hưởng ứng của hơn 250 vận động viên và đông đảo người yêu thích môn thể thao này. Và cũng từ nguồn hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và chính các vận động viên tham gia giải với trên 1 tỷ đồng đã xây dựng được 3 nhà bán trú với 20 phòng học cùng một số công trình phục vụ việc ăn ở, học tập cho học sinh các trường trung học cơ sở, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông. 6.170 học sinh có đủ vở viết và 10 bộ đồ dùng nấu ăn đã được trao cho các trường tổ chức bếp ăn bán trú. Hy vọng rằng với ý nghĩa nhân văn của giải cùng với việc góp phần phát triển môn quần vợt trên địa bàn tỉnh, ban tổ chức mong muốn các tổ chức cá nhân hãy góp sức chia sẻ khó khăn với các học sinh nghèo nơi vùng sâu biên giới. Đây là cơ hội để hàng ngàn học sinh có đủ sách vở, đồ dùng học tập trước ngày khai giảng, để hàng trăm em không còn phải chịu cảnh rét mướt trong những túp lều tạm bợ bên triền núi. Và nhiều hơn nữa, các trường học có điều kiện tổ chức bếp ăn bán trú. Thưa quý vị và các bạn, để ngày càng đa dạng hơn các hình thức tuyên truyền trên sóng, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện hướng phát triển tăng cường phối hợp với các địa phương, các ngành trong tỉnh. Năm 2014, Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã ký kết phối hợp với hơn 20 đơn vị ngành trong tỉnh. Đó cũng là điều kiện tốt để đài và các đơn vị cùng nhau ngày càng nâng cao hiệu quả tuyên truyền, sát đúng với yêu cầu của khán thính giả cũng như của các ngành. Với lý do đó, mới đây Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An và Công ty Điện lực Nghệ An ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2014-2015. Theo đó, hai đơn vị sẽ nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp trong việc quản lý, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai nội dung tuyên truyền. Về phía Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ nâng cao chất lượng, nội dung, thời lượng phát sóng các chuyên trang, chuyên mục, tin tức của Công ty Điện lực Nghệ An trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh. Tạo điều kiện thuận lợi để các phòng liên quan, cán bộ, phóng viên thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hoạt động chuyên môn và chương trình tiết kiệm điện. Công ty Điện lực Nghệ An có trách nhiệm thông báo sự kiện, hoạt động và cung cấp các thông tin tài liệu theo yêu cầu để Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An xây dựng nội dung, tổ chức sản xuất phát sóng các tin bài về ngành điện, mở chuyên mục Điện và Cuộc sống, phát sóng định kỳ 1 đến 2 số một tháng. Đây được xem là một việc làm ý nghĩa bởi những thông tin về cách tiết kiệm điện hay cách sử dụng an toàn các thiết bị điện luôn là yêu cầu của khán thính giả. Như đã thông tin, để đáp ứng nhu cầu giải trí ngày một cao và đa dạng của khán giả xem truyền hình, bắt đầu từ tháng 7 này, chương trình phim cuối tuần đã trở lại trên sóng NTV lúc 21:30 Chủ nhật hàng tuần. Những bộ phim được lựa chọn phát sóng là những tác phẩm kinh điển từng được đề cử và đạt nhiều giải thưởng danh giá ở các kỳ liên hoan phim quốc tế. Không chỉ hấp dẫn ở yếu tố nội dung, các bộ phim còn lôi cuốn khán giả bởi diễn xuất tuyệt vời của những diễn viên điện ảnh hàng đầu thế giới. Chủ nhật 2 tuần cuối tháng 7 này, quý vị hãy nhớ bật TV và đón xem hai tác phẩm điện ảnh của Mỹ là Trò chơi của kẻ thù ngày 20 tháng 7 và Cơn ghen tội lỗi ngày 27 tháng 7. Con bé bị chôn ở đâu cũng không quan trọng. Nó chết rồi. Cảnh sát! Làm ơn nói cho tôi biết. Trong suốt 10 năm ròng rã tìm kiếm, một nhân viên pháp y đã tìm thấy đứa con gái của chính mình. Công viên Sparking Light, Amy Vassar, 28 tuổi, tìm thấy năm 1992. Tuy nhiên, một người đàn ông giấu mặt, tự nhận mình là hung thủ đã giết con gái của cô. Cô phải xoay sở ra sao? Và liệu có phát hiện ra hung thủ thật sự và tìm ra nơi an nghỉ của con gái mình? Mày tiếp tục giết người à? Mày giết bao nhiêu người rồi? Tôi không đếm. Phim được phát sóng trên NTV lúc 21:30 Chủ nhật ngày 20 tháng 7. Nhưng khi tôi đã làm thì thật là dễ dàng. Đó là lý do tôi thích cô Eve. Vậy anh đã đặt tên chưa? Cô ấy không muốn nói về những cái tên. Cô ấy sẽ không tháo ghế ngồi xa hơn. Ivy và David Roth đang hạnh phúc, chuẩn bị chào đón đứa con đầu lòng. Trong một lần tổ chức bán những vật dụng cũ ở tại sân nhà, Ivy đã gặp lại Melinda White, cô bạn cùng lớp thời trung học của cả hai vợ chồng, cũng đang mang thai như cô. Không lâu sau đó, Melinda mất tích. Mọi manh mối đều cho thấy David có dính dáng đến vụ án này. Cơn ghen tội lỗi. Phim do Mỹ sản xuất sẽ lên sóng NTV vào lúc 21:30 ngày 27 tháng 7.
Thông tin về hai bộ phim cuối tuần sắp lên sóng đã kết thúc chương trình với khán giả NTV kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau. Và mọi ý kiến của khán giả dành cho chương trình xin hãy gửi về địa chỉ. Chương trình với khán giả NTV, phòng biên tập thông tin điện tử Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, hoặc qua email với khán giả ntv@gmail.com. Quý vị có thể xem lại với khán giả NTV trên trang web truyenhinhnghean.vn. Còn bây giờ Thu Hằng và Thanh Nga xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.